Shipper thông chốt kiểm soát dịch COVID-19 khiến một chiến sĩ công an nhập viện cấp cứu. Gặp chốt kiểm soát dịch COVID-19, thay vì dừng xe theo quy định, nam thanh niên sinh năm 2002 đã tăng ga với ý định thông chốt. Do không làm chủ tốc độ, nam thanh niên này đã đâm vào một chiến sĩ công an. Khoảng 16 giờ ngày 6 tháng 8, tổ công tác phòng chống dịch quận Cầu Giấy khi đang làm nhiệm vụ trên đường Hồ Tùng Mậu, đoạn qua trường Đại học Thương Mại, phường Mai Dịch, phát hiện một trường hợp di chuyển theo hướng cầu Diễn đi Cầu Giấy có dấu hiệu vi phạm quy định về phòng chống dịch ra đường trong trường hợp không thật sự cần thiết. Khi phát hiện anh NJK, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Cầu Giấy đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên thay vì tuân thủ theo hiệu lệnh, nam thanh niên trên đã tăng ga và đâm vào chiến sĩ NJK. Cú đâm mạnh khiến anh NJK ngã xuống đường nằm bất động, chảy máu ở phần đầu. Tổ công tác đã kịp thời đưa chiến sĩ công an này vào bệnh viện 198 cấp cứu và tạm giữ đối tượng đưa về trụ sở công an phường Mai Dịch tại trụ sở công an phường Mai Dịch, đối tượng khai tên là Nguyễn Quang Tú, sinh năm 2002, ở Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội. Nguyễn Quang Tú đang là shipper tự do.